Một thông tin y tế mà nhiều người đang quan tâm đó chính là hàng trăm và cụ thể ở đây là hơn 200 bác sĩ, cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc chỉ trong hơn một năm qua. Vâng, học ngành y ra trường được làm việc ở bệnh viện có quy mô lớn nhất cả nước, hạng đặc biệt như Bệnh viện Bạch Mai là ước ao của nhiều người. Tuy nhiên, do đâu mà hàng trăm người đã từ bỏ một công việc tốt đến như vậy? Theo thông tin Bệnh viện Bạch Mai vừa cung cấp cho Chào Buổi Tối, từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến nay, toàn bệnh viện có 221 cán bộ thôi việc và chuyển công tác đến cơ quan khác. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, bệnh viện đã tuyển dụng ký hợp đồng mới với 506 người. Những người được tuyển dụng mới hầu hết có trình độ chuyên môn cao như giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nội trú, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Bệnh viện cũng cho biết, các bác sĩ cán bộ thôi việc có nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên là bệnh viện đang trong giai đoạn bắt đầu tự chủ, gặp nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động. Gặp phải đại dịch Covid-19, bệnh viện đặc biệt khó khăn về tài chính. Cụ thể, tổng doanh thu của bệnh viện năm 2020 giảm gần 2.000 tỷ đồng so với 2019, tương đương giảm 26%. Điều này khiến thu nhập của cán bộ viên chức của bệnh viện giảm sút rất nhiều so với năm 2019. Và một nguyên nhân nữa được bệnh viện đưa ra, đó là trong hơn một năm qua, bệnh viện sắp xếp tổ chức lại bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Những lao động dôi dư không cần thiết thì sẽ chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, một số người cho rằng những nguyên nhân này có vẻ chưa đủ. Việc nhiều nhân viên bác sĩ phải nghỉ việc như vậy có thể còn do cách điều hành của lãnh đạo bệnh viện. Vâng, và cũng theo thông tin chưa chính thức mà phóng viên Chào Buổi Tối nắm được, thì con số 200 cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện đã nghỉ việc và những hồ sơ xin nghỉ việc đang chờ có quyết định thì còn nhiều hơn như vậy. Thưa quý vị, từ hôm qua cho đến nay, dư luận xôn xao trước thông tin 200 cán bộ y tế bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội xin nghỉ việc. Và chưa dừng lại ở đó, cho đến tối ngày hôm qua lại xuất hiện thêm thông tin trên mạng rằng giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đang phải tiếp nhận điều tra và thậm chí là bị bắt. Ngày hôm nay, phóng viên chúng tôi VTC14 đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu thực hư về thông tin này. Thưa các bạn, liên quan đến thông tin là giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị bắt để điều tra, cũng như là hàng loạt cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện này thì đã xin thôi việc trong khoảng một năm trở lại đây. Ngày hôm nay thì trao đổi với VTC14, lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai khẳng định là đây là những thông tin hoàn toàn không đúng sự thật. Trước hết thì giáo sư Nguyễn Quang Tuấn thì vẫn hàng ngày làm việc trực tiếp với các cán bộ nhân viên của bệnh viện, cũng như là đưa ra các cái chỉ đạo thường xuyên. Ngoài ra thì giáo sư cũng vẫn có những tham gia các cái đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Y tế, là không có bất cứ cái gián đoạn nào trong công việc. Trong khi đó thì liên quan đến thông tin là hàng loạt nhân viên y tế của bệnh viện nghỉ, thì bên phía bệnh viện xác nhận là từ đầu năm 2020 đến nay thì đã có 220 nhân viên xin nghỉ việc. Trong số này thì có những người là bác sĩ điều dưỡng và có hơn 100 người là làm việc tại các cái đơn vị cung cấp dịch vụ và hệ thống nhà thuốc. Tuy nhiên là từ tháng 1 năm 2020 đến nay thì bệnh viện cũng đã tuyển mới và ký hợp đồng mới với 506 người. Trao đổi phóng viên VTC4 thì một số cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết là họ cũng có nghe được những cái thông tin trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, và họ thấy là những cái thông tin này cũng không chính xác và tâm lý của họ cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin này, và họ sẽ quyết định gắn bó với bệnh viện trong thời gian sắp tới, bởi vì đã có những người mà đã công tác tại bệnh viện hàng chục năm rồi, họ đã trải qua cùng bệnh viện rất nhiều những cái giai đoạn khó khăn ở trước đó. Có những các cái yếu tố từ thu nhập giảm do tác động của Covid, cũng một số yếu tố khác, các cái yếu tố căng thẳng về tâm lý trong tình hình dịch xã bệnh, và có một phần áp lực đối với công việc để làm sao có những thay đổi để đáp ứng cái sự hài lòng của người bệnh trong cái chăm sóc toàn diện. Chính vì tổng hòa một số các cái yếu tố đó thì cũng làm ảnh hưởng đến một số các yếu tố về tâm lý đối với người lao động. Tuy nhiên là trong cái bối cảnh rất là khó khăn như vậy thì bệnh viện đã rất là quan tâm đến đời sống cán bộ viên chức của bệnh viện, và điển hình là trong những thời điểm khó khăn nhất là tháng 4, bệnh viện đã hỗ trợ cán bộ viên chức 2 tháng lương với tổng ngân sách là 40 tỷ trong toàn bệnh viện, 4.300 cán bộ viên chức. Và cái đợt bình ổn thứ hai mà bệnh viện đã tác động là trong 6 tháng đầu năm là bệnh viện hỗ trợ cán bộ viên chức với tổng ngân sách là 80 tỷ để hỗ trợ bình ổn thu nhập cho cán bộ viên chức. Và cái lần thứ ba là cuối năm 2020, do cái thu nhập rất là thấp của cán bộ viên chức thì bệnh viện cũng trích từ quỹ bình ổn ra
20 tỷ để hỗ trợ cán bộ viên chức, và tổng số là năm 2020 là bệnh viện đã trích từ quỹ bình ổn thu nhập của bệnh viện là 140 tỷ để hỗ trợ cán bộ viên chức. Tuy nhiên là với cái tác động sâu rộng của Covid thì cái thu nhập của cán bộ viên chức cũng rất là giảm nhiều so với 2019, mà cộng thêm với cái tác động của các cái một số các yếu tố khác thì cũng ảnh hưởng đến sinh lý, tâm sinh lý của cán bộ viên chức. Tuy nhiên là có một cái hoạt động thứ hai mà liên quan đến cán bộ viên chức chuyển đi các đơn vị khác, là trong bối cảnh bệnh viện triển khai tự chủ không được cấp ngân sách, thì để duy trì hoạt động của bệnh viện trong cái bối cảnh vô cùng khó khăn như vậy và lại giảm tới 2.000 tỷ so với 2019, thì bệnh viện phải đưa ra những cái quyết sách rất quyết liệt để kiện toàn về tổ chức, cơ cấu của bệnh viện, và những cái đơn vị mà không còn chức năng hoặc chức năng không phù hợp thì bệnh viện phải tinh gọn và giải thể. Ví dụ như là các dịch vụ nhà tang lễ, các cái dịch vụ, đơn vị dịch vụ chỉ phục vụ trông giữ xe thu tiền, hoặc là vận chuyển bệnh nhân thu tiền, hoặc là dịch vụ vệ sinh thu tiền, thì bệnh viện đều giải thể, và tất cả các cái dịch vụ này được bệnh viện tổ chức cung cấp miễn phí cho người bệnh. Và có một số các cái nhân sự ở bộ phận dôi dư này sẽ phải chấm dứt hợp đồng để bảo đảm vận hành bệnh viện. Thứ hai nữa là như chị biết là trong cái bối cảnh bệnh nhân nội và ngoại trú giảm rất sâu như vậy, thì từ 10 hệ thống nhà thuốc thì bây giờ chỉ rút gọn lại chỉ còn có 5 hệ thống nhà thuốc thôi. Chính vì vậy mà các cái lao động dôi dư cũng được bệnh viện sẽ tinh gọn, tinh giảm, chấm dứt hợp đồng theo quy định. Và từ cái đơn vị dịch vụ là 62 cán bộ tinh gọn này, cộng với 51 cán bộ của 5 hệ thống nhà thuốc, đã có hơn 100 lao động phổ thông cũng như là sẽ tinh gọn để phù hợp với cơ chế tự chủ và cái tình hình tài chính của bệnh viện trong cơ chế tự chủ. Đấy. Ngoài ra thì còn như cái chúng ta thấy là khi ngân sách giảm rất là sâu như vậy, thu nhập giảm sâu như vậy, thì cũng có mà Bạch Mai là nơi có trình độ chuyên môn rất là cao, rất nhiều các cái đơn vị ở bên ngoài từ Vinmec hay là Tâm Anh hay là Hồng Ngọc là mời chào cán bộ viên chức của bệnh viện với cái thu nhập rất là hấp dẫn, hàng trăm triệu một tháng. Chính vì vậy cũng có một số ít cán bộ là bác sĩ của bệnh viện đã chấm dứt hợp đồng của bệnh viện để chuyển sang các cái đơn vị tư nhân.